Xin chào mọi người, lại là mình Kameza Manvochi đây. Vậy là sau hơn một tuần chờ đợi, cuối cùng chúng ta đã có được một thông tin rò rỉ chính thức trực tiếp từ chính Da Phúc Boom. Điều này thật là điên rồ vì phần chú thích trên Instagram mà anh ấy đặt trên những vụ rò rỉ xác nhận cuộc chiến sẽ thực sự diễn ra và cũng có một phần liên quan đến vụ rò rỉ không chính thức mà Cờ Di chia sẻ trong buổi Citizen của anh ấy ngày hôm qua. Thực sự có rất nhiều điều để bàn luận về vụ rò rỉ này. Và từ những gì anh ấy thông báo và những hình ảnh rò rỉ, chúng ta có thể sẽ nhận được một trong những tập phim có quy mô lớn trong series CKBD to lớn. Mặc dù chúng ta chưa có bất kỳ xác nhận nào về thời điểm phát sóng tập phim, nhưng với thời gian dài như này, thì mình nghĩ chúng ta sẽ có tập 65 vào ngày mai. Hơn nữa, Da Phúc đã quyết định đăng vụ rò rỉ này lên mạng xã hội của mình, cả trên Instagram và Feedcode. Lần này, thay vì để các chủ sở hữu Feedcode của anh ấy đăng lên, anh ấy đã tự mình đăng chúng. Có vẻ như tập này rất tâm huyết với anh ấy. Trước khi chúng ta đi sâu vào vụ rò rỉ và khi nào tập phim có thể ra mắt, hãy nhấn nút đăng ký và nhấn like để ủng hộ mình nhé. Đầu tiên là về hình ảnh rò rỉ trong video ngày hôm qua đã được Da Phúc xác nhận đó là một phần trong tập phim, hoặc ít nhất là nó nằm ở cùng một địa điểm. Và chúng ta cùng tới với hình ảnh rò rỉ ngày hôm nay. Như bạn có thể thấy trên màn hình, nhìn Giman có vẻ rất tức giận. Và địa điểm này đúng như dự đoán, nó tương tự như sân bay trong tập 60. Và cũng có hai CKBD to lớn đang nhìn anh ấy như thể chỉ chờ lệnh từ Giman. Nhưng trước khi chúng ta phân tích chi tiết nó, hãy phóng to phần phía dưới bên phải này lên và để xem nó có đúng là khu vực từ tập 60 hay không. Và khi mình check từ hình ảnh này với hình ảnh từ Google Shop, và không có nghi ngờ gì nữa cả, đó chính là cùng một bản đồ với tập 60. Vì hãy nhìn vào bức ảnh chụp màn hình này, như ông ở phía bên trái giống như ông trên vụ rò rỉ. Và từ hình ảnh rò rỉ hôm qua cũng cho thấy, nóc nhà và những mô hình máy bay phía trên nóc nhà này cũng giống nhau. Điều này nói rằng đây cũng là thông tin chính xác của một tập phim. Nó cũng thể hiện rằng chúng ta sắp được chứng kiến một tập phim điên rồ nhất từ trước tới nay. Thế nhưng với những thông tin này, nó khá là trái ngược với những suy đoán của chúng ta về tập 64. Chúng ta đã nghĩ Giman đang có một kế hoạch hoàn hảo và sự nguy hiểm đang tới với các Titan. Nhưng có vẻ như những hình ảnh rò rỉ lại cho thấy mọi thứ đang ngược lại. Tại sao Giman to lớn lại thô thảm như vậy? Mất cả hai mảnh áo giáp và chỉ còn lại một tia laser. Và lại còn đang bị tai từng Kamehameha nắm lấy cái đầu to như chuẩn bị tiêu diệt anh ta bằng ngọn lửa lõi. Chẳng lẽ tập này thật sự là kết thúc của hắn ta sao? Có lẽ nào một trong những nhân vật mạnh và quan trọng của phe CKBD to lớn lại thất bại và bị tiêu diệt dễ dàng vậy ư? Những điều này chỉ khi nào chúng ta được xem tập 65 thì mới chắc chắn về những thứ này. Thế nhưng theo như những thông tin rò rỉ mà chúng ta được thấy này, thật sự viễn cảnh mà các Titan phe liên minh thất bại trước Giman là một kịch bản khó có thể xảy ra trong tập 65 này. Hơn nữa, tới thời điểm này đã gần 8 ngày và không cách nào tập phim này có thể ngắn hơn 1 phút. Có lẽ nó sẽ có độ dài tương tự như phần 1 và 2 của tập 57, nhưng có thể sẽ đầy đủ hơn và tốt hơn vì chúng ta đều biết rằng Da Phúc đã cày công sức của mình để tạo ra những tập phim tốt nhất cho chúng. Ta, phần rò rỉ này chúng ta cũng thấy có thêm hai CKBD to lớn khác và phía sau Giman chúng ta có thể thấy vũ khí của Sir Trider CKBD to lớn và có thể là những CKBD nhỏ khác trong tập 60 đang ở đây. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu. Và theo những mình nghĩ thì có vẻ như Titan Sir Bickerman sẽ chiến đấu với lũ CKBD to lớn này. Còn Titan Kamehameha sẽ chiến đấu solo với Giman như trong hình ảnh rò rỉ hôm qua. Mình thật sự khá mong đợi tập này với những trận chiến mãn nhãn. Nếu như các bạn muốn xem những phân tích mới nhất khi tập này được phát hành, hãy like cũng như đăng ký để theo dõi sớm video sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!